2012 chưa khai màn, nhưng các câu lạc bộ trong nước đã có một sân chơi vô cùng bổ ích. Đó là Cúp bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2011. Một giải đấu uy tín nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Với 4 câu lạc bộ khách mời nước ngoài chất lượng đến từ Uganda, Slovakia, Ấn Độ và Brazil. Và những câu lạc bộ hàng đầu trong nước là SHB Đà Nẵng, Sài Gòn Xuân Thành, Xi Măng Hải Phòng và đội chủ nhà Becamex Bình Dương. Chắc chắn BTV Cup Becamex IDC. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn những cuộc đối đầu sôi nổi, những cuộc đọ sức giữa các trường phái bóng đá mới lạ trên kênh thể thao VTC3. Bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10. VTC, một thế giới thể thao.